Xin chào quý thầy cô ạ. Chào mừng quý thầy cô đến với buổi livestream hướng dẫn về sử dụng phần mềm MonsterBook dành cho môn lịch sử ngày trong thời gian này thì em sẽ dành ra tầm 8 phút để mình chờ các thầy cô vào tham gia trong công buổi livestream ngày hôm nay nhé thầy cô. Bữa giờ thì thầy cô đã trải nghiệm được nhiều chưa ạ? Thì em cũng có thấy là thời gian vừa qua thì bây giờ mình cũng bắt đầu chuyện việc đi dạy nhiều nên là chắc là thầy cô cũng bận. Nhưng mà thấy cũng rất là nhiều thầy cô cũng có tương tác ở trên fanpage Tùng Việt Smart Education nhé ạ. Thầy cô tương tác rất là nhiều. Bữa giờ thì cũng hàng nghìn thầy cô cùng tương tác với bên em và thầy cô cũng đã ứng dụng được MonsterBook vào trong bài giảng của mình. Bây giờ thì bên em cũng đã hướng dẫn cho thầy cô cũng khá là nhiều môn học rồi, toán, lý, hóa, sinh. Hôm nay thì là sử và ngày mai á, thì sẽ là địa và sang tuần thì chúng ta sẽ có những cái buổi là dành cho môn tiểu học cũng như là và một cái buổi tổng hợp những cái công cụ mà mình hay dùng nhất. Thì thầy cô nếu mà có thời gian thì mình cũng có thể là sắp xếp thêm xem live stream trực tiếp vào 15 giờ 24/6 hàng tuần hoặc là có thể là xem lại vào khung giờ buổi tối thì bên em sẽ luôn có những cập nhật những cái thông báo trên trang fanpage để thầy cô có thể là tiện theo dõi cái lịch phát sóng. Ví dụ như là buổi chiều thầy cô đi dạy thì cô không xem được thì mình buổi tối mình cũng có thể là mở ra mình xem lại. Những cái phát livestream thì nó cũng sẽ có nằm ở trong cái mục video á. Thầy cô có thể là vào trong trang fanpage để thầy cô tham khảo thêm. Xem thêm ở trong đó để mình có thể là nắm rõ thêm những cái công cụ và những cái thao tác để mình ứng dụng vào trong bài giảng của mình. Hiện tại thì em đã thấy là có 10 lượt xem. Môn lịch sử và môn địa thì em cũng lưu ý thầy cô một tí xíu là em xin phép là lưu ý thầy cô một tí xíu đối với môn lịch sử và môn địa thì mình chỉ có theo chương trình của quốc tế thôi. Những cái đặc trưng riêng của nước Việt Nam ví dụ như là lịch sử Việt Nam và địa lý sông Ngòi Việt Nam thì lại cái phần đó thì trong kho học liệu số 3D thì sẽ không cung cấp nội dung đó. Nhưng mà tuy nhiên thì đối với MonsterBook thì nó có một cái điểm rất là hay đó là thầy cô có thể là lấy nguồn dữ liệu từ rất là nhiều nguồn khác nhau. Nếu như mà mình không không tìm thấy tư liệu ở trong kho thư viện 3D của MonsterBook thì thầy cô cũng có thể là lấy những cái từ những nguồn tư liệu khác ví dụ như là trong máy tính của thầy cô chẳng hạn hoặc là trong trên internet là trong phần sách giáo khoa mình insert theo dạng là file PDF vào trong bài giảng. Thì ngày hôm nay thì em sẽ có thầy cô theo dõi chương trình thì em sẽ có lần lượt đi theo những cái nội dung đó để thầy cô có thể là thao tác được nhiều hơn. Và khi mà mình không tìm kiếm được có những nội dung mà mình không tìm kiếm được trong kho 3D thì mình có thể là tìm kiếm những cái nội dung khác ở trên những từ những cái nguồn khác để mình ứng dụng vào trong bài giảng của mình để bài giảng của mình được trực quan và sinh động hơn. Ngoài ra nữa thì thầy cô cũng có thể là
Đối với lại cái kho bài học 3D Mosabook á, thì bên em có rất là nhiều. Một cái con số mà chắc là thầy cô nghe cũng khá là quen thuộc rồi, đó là 1.254 cảnh 3D. Thì trong cái số lượng mà những cái cảnh 3D như vậy á, thì khi mà bên em thực hiện mapping cho chương trình bài học Việt Nam á, thì nó sẽ không chính xác được 100%, tại vì là nó sẽ có những cái bài mà thầy cô nhìn vào thì cô sẽ nhìn thấy, khi mà thầy cô có chuyên môn thì thầy cô nhìn vào thì thầy cô sẽ nhìn thấy được là chỉ cần nhìn lướt qua thôi là thầy cô biết được nó ứng dụng trong bài nào luôn, nên là cái kho bài giảng nó rất là rộng. Nên là khi mà cái quá trình mà thầy cô triển khai thực tế, sử dụng thực tế, thì thầy cô có thể là khai thác được nhiều hơn mong đợi so với của thầy cô nữa. Hiện thì thầy cô có nghe em nói có được rõ không ạ? Nếu như mà thầy cô nghe rõ thì thầy cô bấm số 1 giúp em nha. Còn mình không nghe rõ thì mình có thể là confirm bằng phím số 2. Bây giờ các thầy cô nào ứng Mosabook cho cái bài giảng của mình chưa ạ? Thầy cô có thể là chia sẻ dưới phần comment. Yeah, hiện tại thì 15 giờ 9 phút rồi. Em sẽ dành thêm 1 phút nữa để chờ thêm các thầy cô vào thì mình sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay nha. Nhưng lịch sử thì em nghĩ là thời gian thì mình trao đổi cũng nhanh thôi. Chỉ mất khoảng là tầm 45 phút. Dạ, thì bây giờ là 15 giờ 10 phút rồi. Thì em cũng xin bắt đầu chương trình ngày hôm nay để thầy cô không phải chờ đợi lâu nữa nha. Đầu tiên thì em rất là vào cái phần giao diện bên trong này thì thầy cô nhìn khá là thân thiện rồi đúng không ạ? Mình cũng đã tìm hiểu qua được một số. Mình cũng chuyển qua được một số cái nội dung, đó là mình đã xa em xin lỗi thầy cô ạ, thì mình đã em nghĩ là thầy cô cũng nhiều thầy cô cũng đã tìm hiểu được cơ bản về cái cách là mình đăng nhập vào trong phần mềm rồi nè, mình tạo tài khoản được rồi, đăng nhập được vào trong phần mềm. Và ngoài ra thì cơ bản là khi mà mình vào trong phần mềm thì để mình tạo một bài giảng hoàn chỉnh thì mình sẽ có một số cách như sau. Cách thứ nhất thì thầy cô có thể là tự tạo một bài giảng hoàn toàn mới. Bằng cách nào ạ? Mình có thể là bấm vào cái phần dấu cộng ở trên cái tab thông tin này. Thì thầy cô sẽ nhìn thấy là nó sẽ có một cái nội dung là tạo một trang bài tập mới.
Đây ạ. Trên này thì sẽ có một cái trang tại một trang sách bài tập mới. Và khi mà thầy cô nhấp vào chọn một trang sách bài tập mới thì thầy cô nhìn thấy trên này nó có hai cái mẫu. Một là dạng sách bài tập mới. Sách bài tập mới thì thầy cô cũng có thể hiểu nó là hình thức là một trang bài giảng mới á. Mình chọn vào mẫu thì thầy cô nhìn thấy cái giao diện này nó có quen không ạ? Giao diện này rất là quen đúng không ạ? Nó tương tự như là giao diện của PowerPoint. Nên là thầy cô cũng có thể là tùy chọn những cái loại template mà để thầy cô có thể là soạn bài. Ở dưới này nó sẽ có rất là nhiều kiểu khác nhau. Đây thì thầy cô cũng có thể là chọn kiểu cổ điển hoặc kiểu hiện đại hoặc là thu nhỏ hoặc là vui tươi, funny. Thì mà em sẽ chọn một cái mẫu. Là trong này thầy cô nhìn thấy không ạ? Mình sẽ có một cái template nó rất là giống như là với việc mà một trang bài giảng PowerPoint. Thì cô nhìn ở phía dưới trang thì mình sẽ có cái mũi tên lớn, mũi tên nhỏ và cũng như là một cái phím để chuột để mình có thể là nhấp nội dung này, mình điều chỉnh nội dung để mình chỉnh sửa nội dung ở trong cái phần ô chữ này, nhập văn bản hoặc là nhập cái bài tiêu đề của thầy cô vào đây. Và bên khung này thì nó sẽ có những cái nội dung, đó là thầy cô có thể là chèn những cái khung cảnh 3D hoặc là kho học liệu số của mình hoặc là video hình ảnh. Đây là một mẫu template ạ. Thì nó có cái độ biên độ rộng thì mình cũng có thể là điều chỉnh tùy ý. Cái mẫu trang như thế này thì thầy cô quá là quen thuộc rồi, bên bài soạn giảng PowerPoint rồi đúng không ạ? Và ở phía dưới thanh công cụ bên cạnh chiếc nón thì thầy cô sẽ nhìn thấy một cái trang giấy, nó là một cái danh mục. Và trong này để thầy cô có thể thêm những cái loại mẫu mới thì thầy cô cũng có thể là bấm thêm trang mới và sau đó sẽ trang nó sẽ ra những cái loại kiểu mẫu cho thầy cô. Thầy cô lại chọn một cái template nào đó mà thầy cô cần để mình có thể là mình soạn bài giảng chẳng hạn. Thì mẫu trang này lại sẽ thêm cho mình những cái nội dung trang mới nữa. Thì mình cứ tiếp tục như vậy thì mình có thể thêm rất là nhiều nội dung. Đúng ạ, thầy cô nhìn thấy là hiện tại là em đã thêm được 3 nội dung, thì bài của thầy cô dài bao nhiêu thì mình thêm bấy nhiêu và mình cứ bấm thêm thêm và bắt đầu là mình sẽ soạn nội dung vào đây, nhấp vào đây để nhập văn bản thì nó tương tự như trong phần PowerPoint của thầy cô thôi, không khác gì cả về việc nhập nội dung. Và ngoài ra thì trong này thì nó sẽ có là để thầy cô có thể là thêm hiệu ứng, cài đặt hiệu ứng cho từng cái khu vực. Và thầy cô nhớ giúp em đối với lại Mosebook thì mình sẽ không có trình chiếu theo phím F5 như của PowerPoint, mà mình sẽ chuyển trang và chuyển hiệu ứng bằng mũi tên. Mũi tên lớn là để mình chuyển trang, mũi tên nhỏ là mình để mình điều chỉnh hiệu ứng. Đây là việc mà thầy cô muốn soạn một cái trang bài tập mới thì mình sẽ làm theo hình thức này. Mình sẽ có những cái form mẫu ở trong này và bắt đầu là mình sẽ nhập văn bản rồi mình chèn nội dung vào. Hoặc là nội dung thứ hai là thầy cô sẽ có sẵn sách giáo khoa, thì cô sẽ insert sách giáo khoa vào, hoặc là thầy cô insert file bài giảng vào. Ví dụ như là em sẽ thao tác cho thầy cô một cái việc là mình tiếp theo là mình để mình nhập sách giáo khoa hoặc là nhập một cái file bài giảng vào thì mình cũng chỉ việc chọn dấu cộng thôi. Trong này thay vì mình chọn là sách bài tập mới thì mình sẽ chọn là nhập. Và trên này mình sẽ nhập file PDF hoặc là file bài thuyết trình tùy thầy cô. Thì bây giờ em sẽ đi từng bước, em nhập file PDF chẳng hạn. PDF thì sẽ không có yêu cầu gì hết, chỉ miễn sao nó là file PDF là được. Thì sau đó thầy cô sẽ chọn nguồn máy tính của mình và đến cái ổ đĩa mà mình lưu tài liệu. Em có một cái sách lịch sử lớp 8, em sẽ xem sách lịch sử lớp 8 vào. Sau đó thì em sẽ chọn import nhập và chờ khoảng tầm 10 giây để hệ thống có thể insert vào trong phần mềm. Đây, à, thầy cô nhìn thấy là em đã có một quyển sách lịch sử đã được insert vào trong phần mềm rồi đúng không ạ? Đây, à, thì thầy cô có thể là dựa trên những cái trang sách này để mình có thể là kết hợp với
những cái nội dung học liệu số của Mosaic để mình có thể là dùng để mình minh họa cho cái bài giảng của mình. Và trên trang sách này thầy cô cũng có thể là đính kèm một cái file bài giảng PowerPoint vào trong trong này luôn. Có nghĩa là mình vừa giảng trên sách, mình vừa giảng trên file bài giảng song song với nhau. Ví dụ như hôm nay em sẽ có một bài là bài số 8 về phát triển kỹ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỷ thứ 18 và thế kỷ thứ 19. Thì bây giờ em sẽ đi tiếp tới bước thứ hai là ví dụ như là mình đã có sách PDF rồi, bây giờ thì cô muốn nhập một file file bài giảng vào voi và thì như thế nào ạ? Em sẽ nhập bài thuyết trình vào. Trong này em sẽ tìm một cái bài giảng của em đây. Thầy cô lưu ý nha, khi mà mình nhập một cái chương trình bài giảng PowerPoint thì phải là bài giảng BTTX. Còn nếu như mà cái file của mình đó nhập là BBT á, thì thầy cô sẽ không thấy cái chữ nhập ở trên màn hình đâu. Thầy cô chỉ thấy là hai, nó chỉ hiện lên một hộp thoại là có hai option là mở trong Office hoặc là hủy thôi. Có nghĩa là file đó thì mình không có mở được trong phần mềm. Nên là thầy cô sẽ phải thực hiện thêm một bước nữa, đó là đổi đôi. À, em xin lỗi, đổi đuôi BBTX BBT sang BBTX rồi sau đó thì mình mới nhập vào trong phần mềm được. Ở đây thì file của em đã là BBTX rồi thì em chỉ việc nhập vào trong phần mềm thôi. Em chọn nhập thì mình chờ một tí xíu, nhập file đã được nhập vào trong bài giảng rồi. Đây là một cái nội dung và tiếp theo là nếu như mà mình đã có cái file này thì ví dụ như là thầy cô sau khi thầy cô kiểm tra lại nội dung có hai hình thức, thầy cô có thể là insert thẳng những cái cảnh 3D vào trong cái phần thầy cô nhìn thấy không ạ, hiệu ứng thì bên em vẫn còn giữ nguyên cho mình và em đang bấm là chuyển hiệu ứng là bằng mũi tên nhỏ và em chuyển trang là bằng mũi tên lớn. Mình sẽ số hóa những cái hình ảnh này bằng cách là mình dùng những cái cảnh 3D hoặc là video cho nó nổi bật hơn, đúng không ạ? Cho phần này thì thầy cô nhìn thấy là em đã có một bài giảng rồi đúng không ạ? Xong sau khi em nhập xong thì em sẽ lưu cái bài này lại, ví dụ như là thầy cô muốn là dùng nguyên bài giảng như thế này thôi, thầy cô không muốn là thêm học liệu số trên bài này thì cô sẽ thêm học liệu số trên PDF. Hôm nay em sẽ hướng dẫn thầy cô một cái cách là thêm học liệu số trên cái file sách này và kết hợp cùng với một cái trang bài giảng ở trên này luôn. Thì cô có thể là vào mở sách ra và dạy ở trên sách và mở trên trang sách nó sẽ có trang bài giảng để thầy cô mở bài giảng trong bài giảng luôn để mình có thể là tham khảo. Thì cái buổi ngày hôm nay nó sẽ hơi khác một tí so với lại những cái buổi buổi trước. Sau này thì mình sẽ lưu cái bài này lại. Đầu tiên là mình sẽ lưu lại thì trong này thì tiêu đề mình đã để tiêu đề rồi, môn sẽ là môn lịch sách liên quan thì không cần, lớp là lớp 8, bài 8. Okay, xong đó là em lưu nó lại. Nên em sẽ chọn thầy cô để ý này, trong này nó sẽ cho mình một cái thẻ ghim, cái này là cái thẻ ghim mất thì thầy cô có thể là chèn thêm những cái dữ liệu bên ngoài vào hoặc là chèn bài giảng trong bài giảng bằng cách là ví dụ như là em sẽ chèn một cái đường dẫn trang. Bây giờ em đã có một cái đường dẫn trang này rồi đúng không ạ, thì em sẽ quay lại về cái tab sách giáo khoa của em chèn vào đây. Là em có một cái trang bài giảng này, ví dụ như là em bây giờ em tắt cái này đi thì cô nhìn thấy bên góc này em có một cái trang bài giảng về nội dung không ạ? Thì mình có một cái biểu tượng này, em bấm vào thì nó sẽ ra một cái trang. Nó sẽ ra một cái trang bài giảng, có nghĩa là thầy cô chỉ việc mở sách giáo khoa ra là mình đã có một cái trang bài giảng ở đây rồi. Rồi tiếp theo bây giờ trong những cái nội dung sách giáo khoa này thì mình sẽ đi tìm những cái hình ảnh liên quan tới bài học.
Đúng ạ. Trong này thì mình sẽ ứng dụng được một số cái công cụ như sau. Em sẽ trình bày với thầy cô. Thứ nhất là đầu tiên mình sẽ tìm cái cảnh 3D liên quan tới bài học này để thầy cô có thể là minh họa cho cái bài giảng, và mình insert luôn ở trên cái trang sách của mình luôn. Thì đối với lại bài số 8 về phát triển kỹ thuật của khoa học thì nó sẽ có một cái cảnh 3D tương ứng. Nó có tập 3 cảnh 3D lận. Thì cô có thể là mình có thể là tìm kiếm những cái cảnh 3D. Ví dụ như là trong này nó sẽ có nội dung về máy điện báo. Như lúc nãy thì thầy cô thấy trong bài giảng thì sẽ có máy điện báo chẳng hạn. Thì trong này á, em sẽ trở về cái trang lịch sử trang sách của em. Em sẽ ghim nó ra là thành biểu tượng lớn ra phía bên ngoài là máy điện báo nè. Thầy cô thấy em có một cái quyển sách về học liệu số hay không ạ? Thầy có những cái quyển sách bên em sẽ có những cái quyển sách là được tổng hợp những cái cảnh 3D theo từng chương trình. Có hai cách thầy cô có thể là tìm nội dung. Một cách thứ nhất là thầy cô có thể là tìm thụ động từ trong cái cảnh, từ trong thư viện 3D, thư viện phương tiện này. Có nghĩa là thầy cô sẽ vào trong thư viện phương tiện, thầy cô chọn là MosaWeb thì thầy cô sẽ nhìn thấy một cái kho 3D ở đây. Và thầy cô sẽ search theo từ khóa. Là máy điện tính chẳng hạn. Dạ, đây nó sẽ là máy điện báo đấy ạ. Thì mình sẽ có một cái nội dung là máy điện báo cho cái bài học này. Từ khóa là máy điện báo thì thầy cô cũng chỉ việc là chọn, sau đó thì mình điều chỉnh lại cái biểu tượng lớn, đúng không ạ? Luôn luôn là điều chỉnh biểu tượng lớn xong rồi chèn ra màn hình là mình sẽ có một cái cảnh 3D đây. Hai cách giống như nhau đúng không ạ? Cách thứ hai là bên em có một cái sách học liệu số 3D cung cấp thêm cho thầy cô. Thì sách học liệu số 3D sẽ phân theo môn, theo bài, theo từng chương học. Đây thầy cô nhìn thấy không ạ? Thì em đã có là cái nội dung của sách lịch sử 8. Thì là trong này thì thầy cô sẽ chỉ việc là mở cái sách này lên thôi. Mở cái cảnh 3D này lên. Và sau đó mình chọn lại cái trang bài giảng của mình và mình ghim vào trong màn hình. Ghim lại, lại thành biểu tượng lớn ra màn hình, đúng không ạ? Rất là nhanh. Nhanh hơn cái việc mà thầy cô phải tự đi tìm kiếm. Nhiều khi thì mình sẽ chọn cái từ khóa thì không chính xác thì có thể mình sẽ tìm không có ra đó. Thì em có hai cách là như vậy thì nó rất là tiện lợi cho cái việc mà thầy cô sử dụng được cái nguồn dữ liệu thông tin. Thứ nhất là em đã có một cái cảnh 3D về máy điện báo rồi nè. Tiếp theo ở trong bài này nó sẽ có tiếp một cảnh 3D về máy tước lúa của thế kỷ 19. Cũng tương tự như vậy, em cũng ghim cái phần nội dung này ra thành biểu tượng lớn. Thì cô thấy nhiều một bài học mà mình có tiếp tục là ba cảnh 3D, chưa kể là những cái hình ảnh mà mình chưa kể là những cái hình ảnh mà mình có thể search từ trên mạng, là video mà thầy cô có thể lấy từ trên mạng. Nên là cái bài học của mình nó rất là trực quan và sinh động. Mình lại gom lại máy động cơ hơi nước. Nè. Trong này thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái nội dung mà thầy cô có thể làm mở để minh họa. Một cảnh 3D như thế này. Tiếp theo thì em sẽ, ví dụ như là thầy cô đã có những cái nội dung là cảnh 3D rồi, thì ngoài ra ở đây nó sẽ có là tàu thủy Fulton chẳng hạn. Sẽ vào trong hình ảnh.
tìm video, thường xem thử có những cái video về máy điện báo không ha. À, thì cô nhìn thấy là em khi mà em search từ khóa máy điện báo và tìm ở trên internet thì em tìm rất là được rất là nhiều mô hình về máy điện báo. Đó, thì thầy cô cũng có thể là mình tìm kiếm, em search lại cho thầy cô nhìn là gõ từ khóa vào. Hay một nội dung là về nơi hơi nước là máy nông nghiệp chẳng hạn, thì thầy cô cũng có thể là làm song song ở trên bài giảng của mình, hoặc là thầy cô cũng có thể đến xem trực tiếp trên bài giảng của mình cũng được. Chứ là mình có thể thích tùy thích, tùy thích là mình làm trên nội dung của bài giảng hoặc sách giáo khoa kèm theo, hoặc là trên bài giảng thầy cô, nếu mà thầy cô muốn thì cũng được, nhưng cũng không vấn đề gì cả. Hay tàu hơi nước ạ. Thì thầy cô cũng có thể là chọn những cái hình ảnh này nó ra bên ngoài, nhưng mà hình ảnh bằng màu sắc thì nó sẽ nhìn rất là rõ hơn. Mình mở to lên ạ, chỉ việc kéo thẻ ra bên ngoài là thầy cô đã có những cái hình ảnh cho cái tài liệu của mình rồi. Có photon ạ. Hay một hình ảnh về và trong những nội dung này thì khi mà mình đã tìm ra được những cái về cảnh 3D rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào trong cái việc sử dụng cảnh 3D như thế nào nha. Cảnh 3D thì chúng ta cũng đã biết rõ là có thể là thu phóng xoay trên hình ảnh thôi, là phóng lớn lên từng chi tiết hoặc là thu nhỏ lại để mình nhìn tổng quan luôn. Và trong này thì sẽ có những cái thông tin, ví dụ như là ở phía trên thì chúng ta sẽ có những cái chức năng riêng, ví dụ như là điều chỉnh âm thanh nè, to nhỏ, tắt nè, hoặc là mở nhạc, là những cái thông tin về máy móc chẳng hạn, ví dụ như chữ A thì nó sẽ có những cái phần ghi chú ở đây, đúng không ạ? Nó sẽ có cái phần ghi chú ở đây, là mình tắt chữ A này đi thì nó sẽ mất. Và tiếp theo là thầy cô có thể là chọn những cái hình ảnh này, mình thấy hình ảnh này đẹp thì mình có thể là ghim thẳng ra ngoài bài thầy cô, thì bằng cách là mình chụp hình. Đấy.
hầu hết là những cái bước chung đối với tất cả các bài giảng thì thầy cô cũng đều có thể làm được. Và sau khi chụp xong thì hình ảnh sẽ chèn thành công ra phía bên ngoài. Và tiếp theo nữa là tới phần chữ Y thì sẽ hiện ra những cái thông tin ví dụ liên quan tới cái cảnh 3D đó. Như ở đây thì thầy cô sẽ thấy những cái thông tin lịch sử đúng không ạ? Thầy cô có thể là giới thiệu về cái thông tin của Samuel Moore, người đã phát minh ra máy điện báo. Bấm vào đây thì cô sẽ cho các bạn xem được tin nhắn của ông cũng như là những cái thông tin của ông ở bên cạnh này chúng ta đã bị xếp ra được. Đây là về phần cách thức hoạt động. Như em đã có nói rất là nhiều rồi thì cảnh 3D của chúng ta là đi từ tổng quan đến chi tiết đúng không ạ? Thì thầy cô cũng có thể là chuyển trong này cũng sẽ có cái phần kiểm tra kiến thức thì chúng ta cũng phải cho các bạn để kiểm tra kiến thức và cuối cùng là một cái video tổng quan để Samuel là Finley Breese Morse was bạn có born in thể xem Charlestown, Massachusetts. He was toàn bộ trained as bài a học của mình painter. After và những attending cái the thông prestigious tin tổng hợp Phillips của bài học Academy, thì cũng được đăng Morse trên toàn graduated thông from tin ở Yale bên này. College. He first heard of electromagnetism on one of his Và many ngoài sea ra nữa thì voyages. thầy cô cũng có thể là It nhìn was thấy the là trong này thì chúng ta đều thấy được là đối với mỗi cảnh 3D thì sẽ tối thiểu nhất thì cũng có cái việc một cái bảng bài tập có thể thêm bài tập, còn đầy đủ hơn thì chúng ta sẽ có là những cái chức năng khác ví dụ như là thêm cả về bảng trò chơi chẳng hạn thì trong này thì cũng có thể hỗ trợ cho thầy cô rất là nhiều, nên là thầy cô cũng có thể là tạo những cái bài tập nhanh ở trong này. Giãn thì em sẽ có một cái phần ghi nhãn em sẽ tạo. Thì phần mềm sẽ cho thầy cô là làm những cái phần bài tập, bảng bài tập liên quan đấy ở trong này. Ngoài ra nữa thì khi mà thầy cô dạy lịch sử thì chúng ta rất là thường ngoài những cái hình ảnh video liên quan tới bài học thì không thể thiếu được cái phần là chúng ta cần phải, đây thầy cô nhìn thấy là có một cái hình ảnh về máy thì chúng ta cũng có thể là lựa chọn đặc tính chẳng hạn. Chúng ta sẽ dùng bàn tay mình chọn vào phần này thì mình sẽ chọn đặc tính, chuyển sang biểu tượng lớn và tích của nó thì nó chúng ta sẽ có một cái hình ảnh về hệ thống điện báo. Tiếp theo là những ngoài những cái hình ảnh video liên quan tới những cái phát minh hoặc là những cuộc chiến sự vật sự việc thì không thể bỏ qua được về cái yếu tố đó là những nhà lịch sử học, những nhà phát minh hoặc là những nhà chính trị gia hoặc là những nhà thơ nhà văn nổi tiếng và trong lịch sử, nên là thầy cô sẽ cần mình sẽ cần phải là có những cái công cụ để hỗ trợ cho cái việc là giới thiệu những cái nhà lịch sử học chẳng hạn, những cái người nổi tiếng trong lịch được thế giới công nhận. Thì cái việc đó thì Mosebook cũng sẽ hỗ trợ thầy cô dùng những cái phần công cụ để mà mình có thể là giới thiệu được cho các bạn. Thì trong này nó sẽ có hai cái phần công cụ,
Thầy cô lưu ý giúp em, thứ nhất là hội trường danh vọng, thứ hai là cột máy thời gian. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu cho thầy cô về phần hội trường danh vọng. Ví dụ như là bây giờ chúng ta sẽ đi tìm thông tin của, xin lỗi thầy cô, mình sẽ vào phần cột máy thời gian. Đầu tiên mình sẽ đi qua phần cột máy thời gian chẳng hạn. Chúng ta sẽ đi tìm thông tin của ông Robert Fulton. Trong này á, thì em sẽ giới thiệu qua với thầy cô một tí xíu về cái time machine, có nghĩa là cỗ máy thời gian. Thì trong này nó sẽ bao gồm cho thầy cô tất cả những thông tin của những người nổi tiếng trong lịch sử và có sức ảnh hưởng tới lịch sử của thế giới đều được ghi danh ở trong này. Và khoảng thời gian đó thì rất là lâu lâu về trước, từ những năm trước công nguyên và đến thời điểm hiện tại là 2021, là đều cập nhật tất cả những cái tác gia, những người nổi tiếng. Như thầy cô đang thấy là em đang lướt qua đó, thì em thu hẹp nó một tí xíu để mình, thì mình có thể là dùng trên cái thanh thời gian này thì mình có thể thu nhỏ cái khoảng thời gian lại để mình có thể là lướt được nhiều hơn. Ví dụ như thầy cô nhìn thấy đó, những năm trước công nguyên. Từ 2900 trước công nguyên, từ cái thời mà Napoleon đã Pharaoh đó, Ai Cập cổ đại thì đều có ở trên này. Và thầy cô cũng có thể là truy xuất theo nhiều hình thức khác nhau, ví dụ như là theo niên đại, theo cái khoảng thời gian năm sinh của những cái người đó, hoặc là trong những thời kỳ đó, hoặc là thứ hai nữa là mình có thể là tìm kiếm theo nội dung. Đây, mình có thể là tìm kiếm theo là phân loại như là về khoa học tự nhiên, công nghệ, nghệ thuật, hoặc là về văn học, chính trị, luật, hoặc là những cái lĩnh vực khác. Thì có rất là nhiều, mỗi một lĩnh vực thì sẽ được thể hiện một cái màu sắc khác nhau. Và khi mà thầy cô chọn một lĩnh vực nào đó thì thầy cô có thể kéo mở rộng ra, tại vì nó sẽ có rất là nhiều thông tin liên quan tới. Mà có thể là dòng thời gian nó sẽ không thể hiện hết, tại vì mình sẽ phải thu nó lại. Thì nếu như một trong một cái lĩnh vực nào đó thì thầy cô có thể là kéo mở rộng ra để mình có thể là tham khảo được nhiều nội dung hơn, nhiều người nổi tiếng hơn ở trong này, thông tin của nhiều người hơn trong này. Và trong này thì chúng ta cũng có thể là search theo những cái hình ảnh, mình có thể là điều chỉnh chế độ search khác nhau để có là tên, hoặc là hình ảnh và tên, hoặc là hình ảnh, tên, lĩnh vực, năm sinh, năm mất, đầy đủ những cái thông tin cơ bản, là theo những cái chuỗi liên quan. Và phần này là mình có thể xuất bản bài tập. Ví dụ như là ở trong này thì thầy cô có thể là search theo những cái màu sắc liên quan tới màu sắc. Ví dụ như là màu xanh thì sẽ thể hiện được là trong cùng thời kỳ với lại cái người nổi tiếng này, hoặc là độ nổi tiếng, hoặc là đối với lại là trong lĩnh vực quốc gia, trong cùng một quốc gia chẳng hạn, hoặc là trong những cái lĩnh vực mà người ta làm, trong bất kỳ một cái lĩnh vực chuyên môn nào mà người ta làm, thì chúng ta cũng có thể là search theo bốn yếu tố. Và trong này thì thầy cô cũng có thể là tùy điều chỉnh, tùy có thể là điều chỉnh được. Và thêm nữa là tiếp theo thì nãy là em đã có hướng dẫn thầy cô làm có thể là tìm theo niên đại rồi đúng không ạ? Tìm theo thương niên đại theo năm. Thứ hai nữa là mình tìm tìm theo từng cái lĩnh vực mà người đó làm việc phụ trách và có tầm ảnh hưởng. Tiếp theo nữa thì chúng ta cũng có thể là tìm theo tên. Ví dụ như là bây giờ trong bài học của thầy cô là đang tìm ông Robert Fulton chẳng hạn, thì em sẽ search từ khóa. Đây, nó sẽ có tên ông Robert Fulton nha. Trong này thì khi mà chúng ta search ra tên của ông Robert Fulton chẳng hạn, thì chúng ta sẽ xem được info của ông. Thứ hai là những cái thông tin trên Wikipedia. Những thông tin trên Wikipedia. Và ngoài ra nữa thì
một cái hình thức là liên quan tới những cái người mà có thể là cùng thời với ông và có những cái ảnh hưởng liên kết với ông. Và để đưa ra ngoài hình thì chúng ta làm như thế nào ạ? Như thầy cô nhìn thấy mà cái phần hình ảnh mà lúc nãy em search được ông Robert Fulton thì nó chỉ là một cái hình ảnh giới thiệu về ông thôi, mà anh vẽ thôi, mà không có những thông tin gì cả. Nhưng mà khi mà em thầy cô chỉ việc kéo thả bên này, kéo thả hình của ông đưa ra bên này, thì chúng ta sẽ có một cái nội dung để giới thiệu về ông Robert. Ví dụ như là bây giờ em sẽ mở ra thì thầy cô nhìn thấy không ạ? Mình sẽ có cái tên của ông, năm sinh năm mất, cũng như là cái lĩnh vực ông làm là nhà phát minh. Tiếp theo thì chúng ta quay lại với lại cái dòng thời gian. Và trên này thì thầy cô nhìn thấy là thầy cô sẽ có một cái danh sách thông tin là liên quan những cái người mà nổi tiếng, những cái người mà cùng thời với ông, và cũng chúng ta cũng có thể là search trong, ví dụ như là ở trong American chẳng hạn, những người cùng quốc gia với ông, cùng quốc tịch với ông, hoặc là trong cùng cái thời điểm là thế kỷ thứ 18 và thế kỷ thứ 19 thì chúng ta sẽ tìm được. À, thầy cô cũng có thể là lọc thêm được những tác gia nổi tiếng ở trong này, và trong phần này thì thầy cô cũng có thể là lập nhóm. Đây cô nhìn thấy em sẽ có một cái bảng nhóm thông tin là những cái người mình sẽ xét nhóm, xét cái thông tin nhóm này, và thầy cô cũng có thể là điều chỉnh tên tên của cái nhóm để tiêu đề là những nhà phát minh. Thế kỷ 18, 19. Rồi, bây giờ mình sẽ xem. Có nghĩa là trong cùng một thời thì thầy cô cũng có thể là lọc lọc lại lọc để cùng để thầy cô có thể là mình có thể là lấy hết những cái người này luôn, nhưng mà sẽ rất là nhiều thông tin và các bạn sẽ bị loãng để mình có thể là làm bài tập đấy không? Thì thầy cô có thể là lựa chọn những cái nhà phát minh nằm cùng thời với ông Robert Fulton, hoặc là những cái người mà thầy cô cảm thấy là quan tâm tới chủ đề bài học của mình để mình có thể là làm nội dung. Thì việc chọn hoặc là bỏ bớt thì thầy cô cũng có thể là tích vào ô như thế này thôi ạ. Trong này mình có thể là điều chỉnh những cái phần thông tin mà hiển thị ở đây. Mình là thầy cô đã có xong một nhóm rồi đúng không ạ? Phần bài tập. Ở phần này thì thầy cô có thể là chọn rất là nhiều dạng bài tập khác nhau. Bấm start. Thì trong này sẽ có những cái tên và những cái nội dung mà liên quan tới, thì các bạn cũng có thể là tùy chọn thông tin để kéo thả vào cho đúng, nhưng mà ví dụ như là mình kéo sai thì nó sẽ bị sai, thì sẽ có báo lên cái phần là dấu đỏ, và mỗi một câu thì chỉ có thể là trả lời sai 3 lần thôi, còn nếu mà quá số lần thì mình sẽ phải chơi lại một game mới. Đây là sau khi mà thầy cô đã xét xong thì thầy cô có thể là ghim ra ngoài bài và mình đã có xong một cái công cụ. Em xin để giới thiệu những cái tác gia, những cái nhà phát minh lớn để cho các bạn trong cái buổi học nó được sinh động hơn. Ngoài ra nữa thì cũng có một cái công cụ nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà nó không có nhiều chức năng như là dòng thời gian. Thì cô có thể là chọn cái phần công cụ hội trường danh vọng. Trên cái hội trường danh vọng này thì cũng có bao gồm được tất cả những cái
người có ảnh hưởng tới lịch sử và mình cũng có thể là search theo tên, theo năm, theo từng năm. Kỷ 18 tới kỷ 19 chẳng hạn. Trong cái khoảng này và tiếp theo là sẽ theo cái inverter. Trong này thì thầy cô cũng có thể là tùy chọn thêm. Đây mình có thể là tùy chọn theo cái lĩnh vực. Thì sẽ thông tin sẽ có hiện ra ở đây và những cái thông tin này thì nó có thể là hiển thị dưới dạng là chỉ có tên hoặc là tên cộng hình ảnh hoặc là hình ảnh riêng của một người đó thôi. Là thầy cô cũng có thể là tìm theo từ khóa chẳng hạn. Đây, trong này đây ông robot Titan ạ, thì chúng ta có thể là tìm thấy thông tin của ông cũng như là người để sao thông tin những cái mà phát minh của ông đã đưa ra. Là mình cũng có thể là tham khảo thông tin trên Wikipedia. Và trong này thì chúng ta cũng có thể là xuất bài tập. Đây chẳng hạn, thì trong này thì cô có thể là chọn những cái thông tin và mình cũng có thể là điều chỉnh. Thì có những cái phần bài học nó sẽ được định sẵn phần thông tin là như vậy để thầy cô có thể là ứng dụng vào trong bài giảng của mình. Ví dụ như là em sẽ ghi cái phần này, nội dung này ra ngoài hình biểu tượng lớn. Ở đây là chúng ta lại có thêm một phần nữa rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ thiếu thêm một cái nội dung đó là bài tập. Bài tập thì thầy cô cũng có thể là tạo ra bài tập hoặc thầy cô có thể dùng những cái nội dung bài tập đã có sẵn trong phần mềm của trong cảnh 3D. Và đây là mình đã có một cái phần bài tập theo như trong cảnh 3D rồi đúng không ạ? Thì thầy cô chỉ việc là ghi ra ngoài và nếu như mà thầy cô muốn chọn thêm thì mình cũng có thể là chọn thêm bài tập ở trong những cái mục này và mình soạn thêm những cái phần bài tập để thêm vào. Còn là không thì thầy cô cũng có thể là thêm phần biểu tượng lớn ra ngoài là mình sẽ có một cái nội dung bài tập ở trên trang sách là dành cho phần là động cơ hơi nước. Thì mình sẽ để chung với phần động cơ hơi nước. Nếu như mà thầy cô cảm thấy như là nó cái biểu tượng này nó vẫn to thì mình cũng có thể là thu nhỏ nó lại. Mình chỉ dạng ở 3D như thế này thôi. Sự các đặc tính nha thầy cô.
nhìn rất là nhỏ xinh, là vừa vừa, ví dụ như là được bài của mình có quá là nhiều chữ thì thầy cô cũng có thể là để những cái nội dung như thế này, nên nó có rất là nhiều icon để mình có thể là ứng dụng trong cái bài giảng của mình. Mình sẽ quay lại cảnh 3D để mình có thêm một cái phần đó là trò chơi nữa. Hoặc là thầy cô cũng có thể là tự tạo cho mình một cái nội dung là bản trò chơi mà nếu như mà thầy cô muốn A chẳng hạn. steam engine is a heat engine that transforms the energy of. Nhưng mà em sẽ có một cái một số cái ngoài ngoài những cái phần này thì thầy cô cũng có thể tạo ra những cái sử dụng một số công cụ khác để mình có thể là tạo bài tập. Như là thư viện thì chẳng hạn, nội dung ngày hôm nay mình sẽ có rất là nhiều những cái. Hình ảnh liên quan. Sẽ chọn theo chủ đề như là những cái hình ảnh về, thì cô có thể là chọn những hình ảnh kéo thả vào trong này. Cái phần mà thư viện này thì sẽ cho các bạn có thể là quan sát hình ảnh của những cái nội dung thiết bị trong bài học, hoặc là nội dung hình ảnh lịch sử trận đánh, hoặc là giới thiệu những tác những nhân vật nổi tiếng để tạo ra những cái phần bài tập, vừa là những cái hình ảnh minh họa cho phần bài học. Thì cô có thể ứng dụng cái công cụ thư viện này vào trong các bài giảng của mình để cho bài giảng của mình trực quan sinh động hơn. Ví dụ như ở đây thì là tàu thủy. Em sẽ xem là máy điện báo, hình ảnh của máy điện báo vào. Nào. Mình chỉ việc kéo thả vào thôi ạ. Và thêm cái tiêu đề. Và mình sẽ có nội dung là máy tút lúa đúng không là máy tút lúa. Ngoài ra thì mình sẽ có thông tin của một số về nhà phát minh Robert. Kéo thả thôi thầy cô.
Là thêm một là mình đã có phần thông tin như thế này thì mình chỉ việc là soát bài tập. Là một cái phần tiêu đề. Và sau đó thì mình chỉ việc ghim lại ra ngoài nội dung bài thôi. Thầy cô sẽ có một chuỗi hình ảnh liên quan tới nội dung bài học. Trên này thì thầy cô nhìn thấy là mình sẽ có phần bài tập này, những cái thông tin về những cái người nổi tiếng hoặc những hình ảnh liên quan tới bài học và 3D, khá nhiều nội dung và kèm theo một cái trang bài giảng. Nếu như thầy cô có cần là giảng bài thì mình có thể là lên cái trang bài giảng này trực tiếp. Thầy cô nói mọi mình từ trong trang bài giảng, từ một trang sách thì mình có thể là đính kèm luôn cả bài giảng của mình. Đây là một nội dung khá là mới trong cái việc mà em có giới thiệu với thầy cô trong những cái việc mà làm trong những cái phần mà giới thiệu trước đây. Thay vì là mình chỉ nhập làm một cái file bài giảng vào xong rồi mình thao tác ở trên file bài giảng đó thì bây giờ mình chỉ việc nhập file bài giảng và nhập file sách giáo khoa. Ví dụ như thầy cô hình dung là mình có rất là một quyển sách giáo khoa đầy đủ và mỗi một trang sách này mình sẽ có những cái thông tin liên quan như là giới thiệu về những cái người nổi tiếng này, cảnh 3D này và kèm theo một cái bài giảng PowerPoint của mình nữa.
thì coi như là trang sách đã đầy đủ tất cả những thông tin rồi, nó giống như một sách kỹ thuật số và nó đúng là một trang sách kỹ thuật số luôn, để thầy cô có thể là giảng dạy, nên thầy cô thấy rất là tiện lợi đúng không ạ. Mình có các công cụ minh họa, game, trò chơi, hình ảnh 3D và bài giảng nằm trực quan trên một trang sách, chỉ là một trang sách này thôi thì thầy cô cũng có thể là kết hợp nội dung giữa sách, giữa bài giảng và những cái hình tư liệu minh họa để thầy cô có thể là giảng bài, viết bài mình được trực quan và sinh động hơn. Trên đây thì em cũng đã giới thiệu qua cho thầy cô về cái việc mà mình sử dụng những cái công cụ và những cái công cụ nào mình có thể là sử dụng thường xuyên cho cái phần bộ môn lịch sử của mình. Thì bây giờ em sẽ tổng kết lại cho thầy cô những cái công cụ mà thầy cô có thể là ứng dụng cho cái môn lịch sử của mình sẽ bao gồm những gì nha. Thì như thầy cô nhìn thấy ở trên màn hình thì em đang có một cái công cụ trò chơi tương tác, và dành cho môn lịch sử thì mình sẽ có là cỗ máy thời gian, hội trường danh vọng, ảnh hàng không là những cái máy bay á. Ví dụ như là bài nào mà mình có nội dung là liên quan tới quân sự, vũ khí quân sự thì mình có thể là truy cập vào cái biểu tượng là ảnh hàng không. Và ngoài ra thì nó sẽ có những cái phần trò công cụ tương tác, trò chơi tương tác cũng như là kiểm tra kiến thức, đó là bảng câu hỏi này, thư viện này, kiểm tra và bảng trò chơi. Thì quay về cái phần nội dung, ví dụ như là thầy cô đã có phần bài tập kiểm tra này rồi, nhưng mà thầy cô vẫn muốn làm phong phú thêm cho những cái nội dung mà bảng câu hỏi của mình á, thì thầy cô cũng có thể là chọn thêm một cái phần bảng câu hỏi này nữa. Và những cái công cụ này thì mình cũng có thể là áp dụng cho nhiều môn khác nữa nha các thầy cô, mình có thể là áp dụng cho nhiều cái môn khác. Ở đây phần tiêu đề trang bài tập thì thầy cô cũng có thể nhập vào là bài 8. Tiêu đề lịch sử. Khoa học. Khoa học. Thế kỷ. Chọn. Mình sẽ là cái tiêu đề của sách luôn, và trong này thì thầy cô sẽ có thể là chọn một cái tiêu đề cho phần bài tập của mình. Em sẽ có một cái câu bài tập. Này chúng ta sẽ có đáp án là cô chỉ việc là nhập đáp án mà thôi, giống như là các nội dung khác. Sau đó thì mình có thể là chọn đáp án đúng rồi đây. Và thầy cô ở phần này thì nó có sẽ có dấu cộng dấu trừ, thì mình có thể là thêm một bớt đáp án. Ở phần này thì thầy cô có thể là tùy chọn bố cục cho cái phần bài của mình. Đó. Và sau đó thì thầy cô sẽ lưu lại.
chọn câu trả lời đúng. Được chưa? Mình sẽ có một câu bài tập tiếp theo, thì mình sẽ tạo thêm một câu bài tập nữa, thì mình có thể là tùy chọn cái loại bài tập, ví dụ như là đúng sai hoặc điền vào văn bản hoặc là nhiều nhiều đáp án đúng chẳng hạn. Đó là thì mình cứ tiếp tục mình chọn chọn như vậy, thì thầy cô sẽ có một cái chuỗi bài tập. Sau khi mà hoàn thành xong thì thầy cô cũng sẽ chọn biểu tượng lớn và mình lưu ra bên ngoài, như là mình không làm bài này thì mình xóa nó đi. Vâng, chỉ có một câu thôi, thì ở phần này thì cô cũng có thể là ghim ra bên ngoài biểu tượng lớn. Và là thầy cô có một cái bảng câu hỏi để mình có thể là kiểm tra. Và ngoài ra thì khi mà mình cho các bạn kiểm tra kiến thức hoặc thi đua hoặc trả lời câu hỏi, thì thầy cô cũng có thể là sử dụng thêm một cái công cụ nữa, đó là công cụ bấm giờ. Thầy cô có thể là dùng cái công cụ để bấm giờ. Chọn tất cả cho xong rồi mình tìm kiếm là công cụ này. Là mình bấm giờ đây. Thầy cô có thể xét thời gian. Hoặc là các bạn hình thức. Nên là mình cho là trong vòng 3 phút để có thể trả lời. Và có cái tiếng nhạc, thì cô có nghe thấy tiếng nhạc không ạ? Mình có thể là nghe thấy cái tiếng nhạc, rồi mình có thể là điều chỉnh cái âm nhạc. Nó nghe rất là nhẹ nhàng và tập trung đúng không ạ? Thì các bạn cũng có thể là khoảng 2 phút thôi. Và sau đó thì để các bạn có thể là trả lời câu hỏi, trả lời cái phần bài tập này trong vòng 2 phút. Ngồi đếm ngược và khi nào mà hết giờ thì mình sẽ hết thời gian làm bài. Thì đấy là một số cái công cụ mình có thể là ứng dụng vào trong các phần bài giảng của mình. Là chèn với lại dưới hình ảnh này thì thầy cô nhìn thấy một trang sách thì mình có rất là nhiều nội dung, mình có thể là giảng bài. Cơ bản thì buổi hôm nay em đã trình bày được rất là nhiều cái nội dung dành cho thầy cô về môn lịch sử, thì thầy cô cũng có thể là tham khảo thêm. Và buổi live stream ngày hôm nay thì em sẽ có phát lại vào buổi tối ngày hôm nay, thì lịch sẽ được thông báo trên fanpage để thầy cô có thể là theo dõi lại. Những thầy cô nào mà mình không theo dõi được, và buổi chiều ngày nay thì bên em cũng sẽ có phát lại. Trong quá trình này thì thầy cô có đặt câu hỏi nào không ạ, hoặc là mình có thể là comment xuống dưới live thì em sẽ hướng dẫn cho các thầy cô luôn. Tôi sẽ trả lời cho các thầy cô những cái nội dung mà liên quan tới môn lịch sử. Em sẽ dành cho thầy cô khoảng 5 phút để mình hỏi đáp nha. Em sẽ hỗ trợ trong khoảng 5 phút. Nếu mà sau 5 phút mà không có phần câu hỏi thầy cô đặt ra thì em nghĩ là nó cũng khá là đơn giản. Nên là cũng nhiều, và những cái nội dung thì nó cũng tương tự nhau cho nhiều môn học. Một số công cụ thì nổi bật thì em cũng đã trình bày với các thầy cô hết rồi, nên là em nghĩ cũng rất là nhiều thầy cô cũng đã khá là thành thục với phần mềm Mosebook rồi ạ. Thầy cô có thêm câu hỏi nào không ạ? Thì mình cứ mạnh dạn đặt câu hỏi dưới phần comment, em sẽ hỗ trợ. Cô Ngân Phạm có hỏi là hướng dẫn lại từ khóa tìm kiếm.
Dạ, từ khóa tìm kiếm thì thầy cô có thể là vào trong phần cảnh 3D ạ. Thì ví dụ như là thầy cô có thể là thứ nhất có hai hình thức thầy cô muốn xem cảnh 3D theo bộ môn, thì thầy cô em sẽ kéo ra bên ngoài thì thầy cô nhìn thấy chủ đề giúp em đúng không ạ? Thì thầy cô có thể là lượt theo môn lịch sử, thì thầy cô nhìn qua như thế này thì cô sẽ nhìn thấy rất là nhiều những cái nội dung liên quan tới môn lịch đây, là mình có thể là tìm tìm theo cách mà mình nhìn lướt những cái nội dung trong này, thì cô sẽ thấy được một số cái nội dung nó phù hợp. Tại vì thực ra thì chuyên môn của các thầy cô thì khi mà thầy cô nhìn qua là thầy cô biết hay là nó ở cái nội dung nào rồi đúng không ạ? Ví dụ như là mình nhìn qua một tí xíu thì thầy cô đã thấy là có máy tút lú thế kỷ 19 không này. Thì trong phần này á, để mình có thể là tìm kiếm nó sát nhất thì thầy cô có thể là search theo từ khóa của những cái phát minh. Ví dụ như là thầy cô đang tìm về máy điện báo thì cô chọn là máy điện báo. Dạ, thì trong này thì chúng ta sẽ có một cái cảnh, sẽ phần mềm sẽ trả cho mình những cái cảnh 3D mà có chứa cái từ khóa liên quan. Và thứ hai nữa là khi mà thầy cô sử dụng phần mềm của bên em á, thì khi mà thầy cô mua phần mềm, sử dụng phần mềm thì bên em sẽ hỗ trợ cho thầy cô những cái bộ sách học liệu số phân môn theo bài học. Tại vì khi mà tìm kiếm như thế này thì thầy cô sẽ rất là khó khăn trong cái việc mà mình tìm kiếm. Có thể là mình search không đúng cái từ khóa để mà tìm kiếm, hoặc là thầy cô tìm nhưng mà mình không có tìm ra, hoặc là mình nhìn không hết được thì nó sẽ bị sót. Nên là bên em có xử lý cho thầy cô về cái vấn đề đó bằng cái là cách là chia theo sách học liệu số, tập hợp những cái cảnh 3D nội dung liên quan tới bài học theo đúng môn học, theo chủ đề môn học. Thì em có thể là cho thầy cô xem qua, như là thầy cô nhìn thấy đây là em đang mở một cái sách 3D về môn lịch sử lớp 8, thì em sẽ có những cái nội dung ví dụ như là bài 1 thì em sẽ có cảnh 3D dành cho cuộc cách mạng tư sản đầu tiên chẳng hạn. Bây giờ thầy cô đang giảng bài 1 cũng em trở về trang đầu tiên đi bài 1. Đây, cuộc cách mạng tư sản đầu tiên thì em sẽ có những cái cảnh 3D tập hợp tất cả những cái nội dung này luôn. Thì thầy cô thấy ở bên này em có một cảnh 3D đúng không? Em chỉ việc mở lên thôi. Mở cảnh 3D này lên. Sau khi mở lên rồi thì thầy cô sẽ nhìn thấy là mình có cái biểu tượng ghim và chèn đúng không? Em chỉ việc là quay về cái trang sách hoặc là trang bài giảng em cần. Rồi sau đó thì em ghim nó lại lên trên bài thôi. Lớn. Nhờ thầy cô nhìn thấy không ạ? Em có một cảnh 3D mà em tìm rất là nhanh đúng không ạ? Em không phải đi vào trong này. Em tìm ví dụ như là đồn điền miền Nam chẳng hạn. Ở trong này em sẽ phải search từ khóa. Nó sẽ trả ra như thế này. Nhưng mà đây là do là mình biết là đúng từ khóa hoặc là những cái nội dung trọng tâm trong bài học. Mình biết cách search thì mình mới tìm ra được. Hoặc là có những thầy cô thì mới mình chưa thao tác được thì sẽ có phần sách học liệu số 3D này hỗ trợ. Thầy cô thấy không? Em chỉ việc mở trang sách ra, mở cảnh 3D và chọn về cái trang mà mình cần thì em ghim lại rất là nhanh. Và phần này cô Ngân thấy ổn không ạ? Đấy là những cái cách tìm kiếm 3D, từ khóa gõ từ khóa tìm kiếm. Và ngoài ra nữa thì cô Phạm Hà cũng có đặt là chỉ có nội dung lịch sử thế giới đúng không em, và các video 3D. Thì đối với 3D thì chúng ta chỉ có lịch sử thế giới, nhưng mà đối với lại video và hình ảnh thì chúng ta có cả lịch sử Việt Nam. Bằng cách nào mà chúng ta có thể khai thác được thì thầy cô có thể khai thác bằng cách ví dụ như bây giờ một phần bài học để em xem từ trong cái lịch sử lớp 8 nó sẽ có nội dung của lịch sử Việt Nam chẳng hạn. À.
Trong này chúng ta sẽ có những cái phần lịch sử Việt Nam, ví dụ như là phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỷ thứ 19. Thầy cô cần thông tin những cái nội dung liên quan tới nội dung này thì thầy cô có thể tìm ở đâu ạ? Nhất là mình vào phần hình ảnh. Thầy cô có thể là search bằng hình ảnh trên Internet. Như mà như nãy em có nói với thầy cô á, là ví dụ như là mình tìm ở trong cái nội dung của Việt Nam nó không có trong Musa Book thì thầy cô có thể là tìm kiếm ở trên Internet. Thì thầy cô nhìn thấy đó, mình đã có được rất là nhiều cái hình ảnh đưa trả về cho mình. Thì thầy cô cũng có thể là chọn một cái nội dung hình ảnh nào đó để thầy cô insert vào trong bài nhé. Đây là có một, mình đã có một cái hình ảnh, hoặc là thầy cô muốn tìm những cái video YouTube ở trên kênh YouTube chẳng hạn thì trong phần mềm cho phép thầy cô có thể là mở trình duyệt và mình có thể là chọn từ khóa là mình vào cái trang YouTube. Thấy là thầy cô thì thường là mình tìm những cái nội dung video liên quan thì nó sẽ có ở trên trang YouTube, thì thay vì là thầy cô phải tải về máy thì ở đây thì thầy cô chỉ việc là copy và vào thôi. Yeah. Thì đây có sẽ có một cái phong trào cần vương, một cái video giới thiệu đúng không ạ? Thì chúng ta có thể là mở một cái video giới thiệu này lên. Bạn muốn biết thêm về vaccine, hãy hỏi Google. Thì cô chỉ việc là cần chúng ta là copy cái đường link đó thôi. Copy cái đường link và mình trở về cái phần trang sách của mình cần Ctrl V. Thầy cô đã có một cái video minh họa giới thiệu về phong trào cần vương. Mình có thể là chọn cái đặc tính của nó, ví dụ như là biểu tượng lớn thì dưới dạng video thôi cho nó vừa. Đây thầy cô nhìn thấy không ạ? Thì mình đã có một cái video mình lấy từ bên ngoài đúng không ạ? Thì bài của mình nó vẫn hỗ trợ cho mình. Ngoài ra thì thầy cô cũng có thể là kết hợp với những cái công cụ minh họa như là lịch sử, phần những cái phần lịch sử giới thiệu lịch sử ở đây, công cụ dành cho môn lịch sử ví dụ như là dòng thời gian hoặc là giới thiệu những cái người nổi tiếng. Trong này thì chúng ta sẽ có những cái tên của những nhân vật nổi tiếng liên quan tới lịch sử, cũng có cả của lịch sử Việt Nam nữa, thì thầy cô có thể là search thêm theo từ khóa thôi, chỉ cần mình search theo tên thôi. Ví dụ em sẽ chọn bên bộ lĩnh chẳng hạn, thì thầy cô sẽ tìm thấy được rất là nhiều thông tin đúng không ạ? Thầy cô nói là ở trên này thì cũng có những cái người nổi tiếng của trên nước mình như là Đinh Bộ Lĩnh, Lê Công Uẩn, Tự Đức, vua Tự Đức, và kể cả là những bác lãnh đạo mới, rất là mới. Như là bác Trương Tấn Sang chẳng hạn cũng có ở trên này. Nhà toán học Ngô Bảo Châu, rất là nhiều ạ. Tại vì trong này cũng có những cái phần là Lê Đức Thọ. Như thầy cô nhìn thấy trên màn thì em có không chỉ là cái phần mà về những cái người nổi tiếng trong lịch sử thì không chỉ đơn giản là có
Của quốc tế mà của Việt Nam thì mình cũng có những thông tin như ví dụ như là thông tin về vua Bảo Đại có luôn ạ. Thì thầy cô có thể là kết hợp được phần đó. Có thầy cô nào có đặt thêm câu hỏi nữa không ạ? Môn lịch sử thực ra thì nó chỉ có giới hạn một tí xíu là nó không có cảnh 3D về về Việt Nam thôi. Chứ còn em thấy là đa số những cái công cụ hỗ trợ cũng rất là đầy đủ cho thầy cô có thể là ứng dụng vào trong bài giảng. Ngoài ra thì thầy cô cũng có thêm một cái công cụ, em bổ sung thêm một cái công cụ nữa, ví dụ như là công cụ lịch. Có nghĩa là em hay nói vui á, là nó gọi là ngày này năm trước. Ngày này năm trước có nghĩa là vào ngày 22 tháng 9 năm 2021, thì trong những cái quá trình lịch sử đã diễn ra thì trong những năm trước thì mình sẽ có những cái sự kiện lịch sử diễn ra trong cái ngày 22 tháng 9 này, thì thầy cô cũng có thể là sợ vào trong này và giới thiệu lại cho các bạn ở trong cái phần là nhìn lại những cái ký ức lịch sử này thì cũng rất là hay. Môn lịch sử thì em thấy là với môn sơ bút thì môn lịch sử không còn khô khan hay là nó quá nhiều chữ nữa, nó sẽ rất là trực quan sinh động bằng hình ảnh bằng video thì các bạn sẽ nhớ rất là lâu thay vì là nhìn nhiều quá nhiều chữ. Thầy cô cũng tiết kiệm được rất là nhiều thời gian đúng không ạ? Dạ, thì cô còn câu hỏi nào nữa không ạ? Em cảm ơn cô Ngân, em cảm ơn cô Hà. Dạ, chào. Chào cô Hà, chào thầy Vinh nè. Chào cô Tin. Chào thầy Minh, chào cô Linh. Thì nãy giờ thì em cũng mãi dẫn thầy cô cũng chưa có chào được thầy cô nhiều. Hy vọng là thầy cô sẽ có những cái trải nghiệm thú vị và mình nắm được nhiều hơn, khai thác được nhiều hơn về cái ứng dụng của công cụ trong môn lịch sử. Thì em cũng xin phép là dừng cái buổi live ngày hôm nay ở đây nha thầy cô. Thì trong quá trình sử dụng thì bên em vẫn luôn luôn đồng hành với thầy cô qua những buổi live theo từng môn học, và cũng không dừng tại đó thì bên em vẫn có cái hệ thống các bạn tư vấn viên luôn luôn là trực ở trên fanpage để trả lời những cái thắc mắc của thầy cô, cũng như là trong cái nhóm Hello, trang Zalo của Musabook, thì thầy cô cũng có thể là truy cập vào trang Zalo đó để cùng với lại cộng đồng sử dụng Musabook mình trao đổi và nâng cao được cái khả năng chuyên môn cũng như là khả năng sử dụng phần mềm Musabook, ứng dụng Musabook vào trong bài giảng. Ngoài ra nữa thì bên em cũng đang có một cái chương trình đó là học cùng với Musaweb. Đây là một cái chương trình mà được các thầy cô giáo dạy giỏi trên cả nước tham gia, và các thầy cô sẽ có những cái bài mẫu bài được soạn trên phần mềm Musabook, ứng dụng Musabook vào trong giảng dạy để các thầy cô có thể là hình dung và hiểu rõ hơn là việc khi mà mình giảng dạy trên Musabook thực tế thì nó sẽ như thế nào. Thì thầy cô cũng có thể là đón xem những cái chương trình bài học đó vào thứ hai, tư, sáu hàng tuần ở lúc 9 giờ sáng hoặc là 19 giờ tối, 24 sáng hàng tuần ở trên trang fanpage hoặc là trên trang kênh YouTube Đổi Mới Giáo Dục của bên em. Những cái nội dung này á nó sẽ mở rộng ra cho thầy cô rất là nhiều, nên là thầy cô nếu mà có thời gian thì mình xem những cái bài giảng đó và mình có thể là ứng dụng mở rộng cho cái việc là sử dụng Musabook vào trong dạy của mình ha các thầy cô ha. Cảm ơn các thầy cô đã quan tâm tới buổi live ngày hôm nay ạ. Chúc thầy cô một buổi chiều vui vẻ. Và chúc thầy cô là sức khỏe ạ, bình an. Em xin chào các thầy cô ạ.